Thưa quý vị, sau nhiều nỗ lực, vừa qua tỉnh Sóc Trăng đã được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 8 mã số vùng trồng dừa với diện tích 314,2 ha tại huyện Cù Lao Dung. Đây là điều kiện tiên quyết để trái dừa tươi của tỉnh có cơ hội cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhằm đảm bảo duy trì tốt các mã số vùng trồng đã được cấp, nông dân trồng dừa tại huyện Cù Lao Dung đang tiếp tục tuân thủ tốt các biện pháp canh tác theo yêu cầu của Nghị định thư vừa được Việt Nam và Trung Quốc ký kết vào ngày 19 tháng 8 năm 2024. 4 hecta trồng dừa của hộ anh Quỳnh Văn Ngữ là một trong những vườn thuộc vùng trồng dừa đã được cấp mã số ở khu vực ấp Trương Công Nhật, xã An Thạnh Đông để giảm thiểu sự xuất hiện của các loại đối tượng kiểm dịch thực vật mà Trung Quốc quan tâm. Anh Ngữ thường xuyên thực hiện thu dọn và tiêu hủy tàn dư thực vật nhằm ngăn chặn mọi điều kiện có thể khiến dịch hại phát sinh và lây nhiễm. Đồng thời áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt, áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM để giám sát sinh vật gây hại tại vườn trồng. Sâu hại thì chỉ có ở đây chỉ có bọ con kiến dương với là bọ cánh cứng thôi. Dương thì mình vệ sinh, dọn dẹp là cắt làm thủ công, là mình dạng cắt tỉa cái tàu mô nang đó, mình gom lại thành đống để lũ phân để mình bón lại cho gốc. Rồi còn mà đuông với bọ cánh cứng thì mình dùng muối mình bỏ trên đọt để mình trừ. Riêng với hộ ông Đỗ Văn Xua cùng ngụ ở ấp Trương Công Nhật, xã An Thạnh Đông, tuân thủ tốt yêu cầu của Nghị định thư về sản xuất an toàn thực phẩm, ông Xua đã thực hiện tốt quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nhờ vậy, vườn cây phát triển xanh tốt, sinh vật gây hại ít và năng suất dừa cũng đạt hơn so với nhiều vụ sản xuất trước. Ngoài ra, mọi tác động lên cây trồng trong suốt quá trình canh tác cũng được ông Xua ghi chép lại và hồ sơ hóa thành sổ nhật ký canh tác nhằm đảm bảo tốt yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mình bỏ phân hữu cơ. Phân hữu cơ là đầu mùa mưa, vậy cuối gần cuối mùa mưa này nè, bỏ thêm đợt nữa. Còn nếu mình chỉ con gầy với con mà bọ cánh cứng đồ với sâu mà nó ăn trái đó thì mình thịt thuốc vi sinh. Thì mình nếu mình gãi phân ngày nào thì ghi ngày đó. Đó. Rồi mình xịt thuốc ngày nào ghi ngày đó. Đặng mà trong thời gian mình biết cách ly nó bao lâu rồi mình biết thời gian bỏ chứ mình gãi còn quên gãi nữa, rồi gãi qua còn xịt thuốc xịt cũng không hiệu quả, thí dụ cho nên mình phải vô sổ sách ghi nhật ký đầu hàng kỳ gãi. Diện tích trồng dừa tại tỉnh Sóc Trăng hiện đã phát triển được trên 8.750 hectare. Các mã số vùng trồng vừa được cấp tập trung chủ yếu tại huyện Cù Lao Dung, bao gồm xã An Thạnh Nhì 80 hecta, xã An Thạnh Nhất 102,3 hecta, xã An Thạnh Đông 33,9 hecta, thị trấn Cù Lao Dung 33,2 hecta, xã An Thạnh Tây 33,6 hecta và xã An Thạnh Ba 31,2 hecta. Một khi không tuân thủ tốt các biện pháp canh tác và quản lý đối tượng kiểm dịch theo quy định, các mã số vùng trồng đều có khả năng bị thu hồi. Cho vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng vẫn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người trồng, tạo mọi điều kiện cần thiết để nông sản địa phương có thể cạnh tranh cơ hội xuất khẩu cùng nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm và biết và tuân thủ theo cái yêu cầu của nghị định thư của nước nhập khẩu, và cần phải phối hợp với các cái địa phương xây dựng các cái vùng trồng tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc liên kết, đồng thời đẩy mạnh cái công tác chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật để nâng cao cái chất lượng quả dừa đáp ứng với yêu cầu của nước nhập khẩu, đồng thời tạo cái mọi cái điều kiện thuận lợi để cho các cái công ty doanh nghiệp đến liên kết với các cái hợp tác xã tổ hợp tác, tăng cường cái công tác quản lý nhà nước về cái sử dụng cái mã số vùng trồng đối với các cái hợp tác xã, các tổ chức mà được cấp mã số để đảm bảo cái việc duy trì tuân thủ theo cái yêu cầu của nghị định thư. Mới đây, lô hàng dừa tươi đầu tiên từ tỉnh Tiền Giang đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Nghị định thư được ban hành không chỉ mở ra cơ hội liên kết tiêu thụ mạnh mẽ cho loại nông sản vốn có thế mạnh của nhiều tỉnh thành trong khu vực, mà còn là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp địa phương thiết lập lại sản xuất, hình thành được những vùng trồng tập trung với quy trình canh tác bài bản, hiệu quả hơn. Để không lâu nữa, dừa tươi sẽ là sản phẩm nông nghiệp tiếp theo của tỉnh Sóc Trăng, thành công vượt ao làng để xuất ngoại.